Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Rất cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Và mong anh em hãy like cũng như là xem, đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ một cái sản phẩm nào đến từ LB Audio ha. Hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người một cái vali âm nhạc đến từ thương hiệu Rao. Toàn bộ tất cả những cái sản phẩm nào đến từ thương hiệu này phải nói là rất là chất lượng về âm thanh. Nó cho ra chất âm rất là hay luôn. Và đây là một cái dạng vali có thể chơi được băng cassette nè, có thể chơi được radio và đặc biệt là chơi được đĩa than luôn. Đó, khi mà mở ra một bên á thì nó sẽ có hai cái bên loa theo cùng. Đây, giờ em sẽ mở cái phần loa còn lại như thế này. Đấy. Chúng ta có thể lấy ra luôn và sẽ đợi bên hông đây tạo ra một cái phần loa. Thì đối với tất cả những cái dòng máy này mà dạng vali sách tay thì chúng ta có thể đi vào những cái diện tích nít rất là gọn gàng, nó giống như đem đi một cái dàn âm thanh này. Bây giờ thì em sẽ test cái phần radio trước. Đây nè, toàn bộ cái này nó còn nguyên siêu ha, chúng em chưa lột garanti thôi, chứ thật ra toàn bộ mọi thứ nó không phải là chày nha, rất là đẹp á, tại vì chỉ cần lột cái miếng này ra thôi, toàn bộ sẽ mới. Dạ, như vậy thì bác sĩ có thể đưa ra một lời khuyên cho bệnh nhân là cần chuẩn bị tinh thần như thế nào khi mà quyết định đến với cái phẫu thuật này ạ? Từ những vấn đề về nhu cầu về nâng chiều cao, thứ nhất là về lý thuyết người ta có thể kéo dài vì chiều dài mong muốn. Tuy nhiên trên thực tế khi kéo dài thì người ta tính toán đến cái yếu tố trong cái quá trình người ta mổ thì mổ cũng là một cái thứ rủi ro, cho nên là chứ nó không phải là nó chúng ta làm cái gì cũng có rủi ro. Vâng, để mà hạn chế bớt. Dạ. Rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần bật cái set. Thank you.
một chiếc vali âm nhạc có thể chơi được đĩa than, có thể chơi được băng cassette, chơi được radio luôn. Toàn bộ và tất cả mọi thứ có đều có trong chiếc máy Brown GTX 5000 này. Và đặc biệt là nó có thiết kế một cái dạng vali để chúng ta có thể xách đi hết mọi lúc mọi nơi. Đây rất là gọn luôn. Bây giờ em sẽ lắp lại cho anh em xem. Đây là chiếc vali của chúng ta. Rất tuyệt vời. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Đây là con Rao GTX 5000, một chiếc vali âm nhạc đến từ thương hiệu của nội địa Nhật và em nó rất là đẹp. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.